Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chắc rằng qua kỳ phát sóng lần trước của kênh Dr. Pet, quý vị đã hiểu rất rõ về bệnh đầu đen trên gia cầm. Tuy nhiên, quý vị có biết rằng bệnh đầu đen đang nắm giữ 4 vị trí nhất khá thú vị. Hôm nay, chương trình Dr. Pet sẽ cùng quý vị điểm danh 4 vị trí nhất mà bệnh đầu đen đang nắm giữ. Bệnh đầu đen là bệnh do ký sinh trùng Hytomonas gây ra, thường xuất hiện ở gà từ 2 tuần đến 4 tháng tuổi. Trên thực tế, gà bị nhiều nhất vào thời điểm 1 tháng tuổi và tuổi gà càng cao thì bệnh lại càng nặng. Theo những nghiên cứu về bệnh cho thấy, bệnh hiện đang nắm giữ 4 vị trí nhất. Số 1 là bệnh ký sinh trùng mới nhất. Các bệnh ký sinh trùng trên gà đều được phát hiện và công bố rất sớm như: năm 1863, bệnh cầu trùng trên gà được Zivolta phát hiện ra trong phân của những con gà ỉ da máu. Bệnh ký sinh trùng máu trên da cầm, thủy cầm được phát hiện lần đầu tiên năm 1904. Đến năm 1908 được Sambon khẳng định và công bố. Với bệnh đầu đen thì được phát hiện khá muộn, đặc biệt tại Việt Nam. Mãi đến tháng 3 năm 2017 bệnh mới được phát hiện ở Việt Nam. Chính bởi thế nó được gọi là bệnh mới nhất hiện nay. Số 2 là bệnh có kén ruột to và cứng nhất. Bệnh cầu trùng manh tràng. Khi mổ khám ở giai đoạn cuối của bệnh, phát hiện trong manh tràng có kén nhưng nó lại mềm và không to bởi bản chất nó là cục máu khô lạnh. Nhưng bệnh đầu đen ở giai đoạn cuối bệnh thì bạn bắt gặp kén ở manh tràng to và có lõi cứng màu trắng. Số 3, tỷ lệ chết cao nhất. Theo thống kê, bệnh này gây chết không ồ ạt nên nhiều nhà chăn nuôi coi nhẹ và thấy bệnh không nguy hiểm, nhưng thực chất tỷ lệ chết của bệnh này lên đến 95%, đúng là một chỉ số đáng để lưu tâm. Số 4, bệnh gây cho thành manh tràng dày nhất. Phần lớn các bệnh đều làm cho thành manh tràng bị hoại tử, mỏng đi. Tuy nhiên, bệnh đầu đen làm cho thành manh tràng dày lên, làm lòng manh tràng nhỏ lại. Quý vị còn tìm thấy điểm nhất nào mà bệnh đầu đen đang nắm giữ hay không? Hãy comment dưới video để cùng sẻ chia với chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!